Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một đề bài rất hay, đó là cảm nhận về tình cha con trong bài Nói với con của Y Phương. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video là bài cảm nhận hay nhất về tình cha con trong bài Nói với con của tác giả Y Phương. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian lao, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già dấu yêu. Bài thơ tình cha. Một trong những tình cảm sâu nặng nhất trong trái tim con người, đó là tình cảm gia đình, tình cảm cha con, tình cảm mẫu tử. Vì thế, đây cũng là một trong các đề tài văn học khơi nguồn cảm hứng bất tận nhiều nhất cho những người nghệ sĩ để viết lên những áng thơ hay ca ngợi công ơn của bậc sinh thành dành cho con cái. Y Phương, một người rất tộc tày, với bài thơ Nói với con năm 1980, mượn lời tâm tình trò chuyện của người cha dặn dò con, đã thể hiện thật thấm thía cảm động về tình yêu thương con, vỗ về bao bọc chở che con của người cha, mong muốn con khôn lớn thành người. Mạch xúc cảm bao trùm bài thơ là tình cảm cha con sâu nặng, thiêng liêng, đi từ tình cảm gia đình, mở rộng ra tình cảm quê hương, từ kỷ niệm ngọt ngào nâng lên thành lẽ sống. Trước hết, mở đầu bài thơ là lời tâm tình của người cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Con lớn lên bởi tình yêu của cha mẹ và quê hương. Đầu tiên, người cha nói về tình cảm gia đình, cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng người con khôn lớn trưởng thành. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Bằng những hình ảnh cụ thể giàu tính chất tạo hình, chân phải, chân trái, tiếng nói, tiếng cười, nhà thơ đã dựng lên trước mắt người đọc hình ảnh của một em bé đang chập chững tập đi và bi bô tập nói bên cạnh cha mẹ. Từ đó, Y Phương gợi tả được không khí gia đình thật ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ. Đồng thời, nhà thơ đã cho người đọc thấy được từng bước đi, từng tiếng cười nói của con đều được cha mẹ nâng niu, chăm sóc, mong chờ. Đó là tình cảm gia đình ruột thịt, là công lao trời bể lớn lao và thiêng liêng mà cha mẹ dành cho con cái, muốn người con luôn phải khắc cốt ghi tâm. Bên cạnh tình cảm gia đình, người cha muốn nói cho con biết về cội nguồn sinh dưỡng rộng lớn hơn, đó là tình làng, quê hương, nghĩa xóm. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cải nan hoa, vách nhà khen câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Với cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi và lối diễn đạt mộc mạc, nhà thơ Y Phương đã miêu tả thật chân thực, sinh động cuộc sống lao động, thật nghĩa tình và thơ mộng của người đồng mình. Người đồng mình là để chỉ những người vùng mình, miền mình, những người cùng sống trên một miền đất, quê hương, cùng dân tộc. Câu thơ sử dụng từ ngữ hô gọi, con ơi, kết hợp với từ tình thái yêu lắm, làm cho lời thơ trở nên ngọt ngào, chan chứa niềm tự hào với tình yêu thương quê hương da diết. Cuộc sống lao động cần cù và vui tươi của người đồng mình được gợi lên qua một số những hình ảnh rất cụ thể, giàu sức gợi. Đàn lờ, dụng cụ đánh bắt cá của người dân miền núi dưới bàn tay khéo léo đã thành cải nan hoa. Những ngôi nhà sàn không chỉ được dựng lên bằng những tấm ván gỗ mà còn được tạo nên bởi những câu hát, chiều văn hóa, lối sống của người đồng mình. Những động từ đan, cải, ken vừa có tác dụng diễn tả những động tác lao động, lại vừa cho thấy những phẩm chất cần cù, chịu khó, yêu lao động, yêu cuộc sống, tràn chứa niềm vui của những bàn tay khéo léo, tài hoa của người dân miền núi. Cũng nói về quê hương, người cha còn nhắc tới rừng núi và những con đường của người đồng mình. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Rừng không chỉ cho gỗ, cho măng tre, mà còn cho cả hoa. Hoa là sản phẩm của thiên nhiên, là sự kết hợp những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất của trời và đất mà rừng núi quê hương đã ban tặng cho con người nơi đây. Còn con đường là sợi dây liên kết gắn bó chặt chẽ của những người đồng mình. Những con đường ấy được tạo nên bởi những tấm lòng nhân hậu bao dung. Đó là con đường ra thung, ra suối, con đường vào làng, vào bản, con đường tới trường, tới lớp, con đường ra ruộng, ra đồng. Chính những con đường đó đã gắn bó tình đoàn kết của những con người nơi đây. Như vậy, thiên nhiên rừng núi không chỉ ban tặng cho con người cái đẹp của tạo hóa,
mà còn che chở nuôi dưỡng con người về cả tâm hồn và lối sống. Từ tình cảm quê hương, người cha đột ngột chuyển sang nói với con về tình cảm riêng tư của ngày cưới. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Không ít người đã thắc mắc về sự chuyển biến đột ngột này. Y Phương chia sẻ, tình cảm của những đôi trai gái của cha mẹ được nảy nở bắt nguồn từ tình yêu đối với quê hương, tình yêu đối với cuộc sống lao động. Như vậy, nhà thơ quan niệm, khi con người sống gắn bó với quê hương, với lao động, thì con người sẽ tìm được tình yêu hạnh phúc. Vì thế, người con từ đó được ra đời không chỉ là xuất phát từ sự kết tinh tình yêu của cha mẹ, mà còn xuất phát từ tình cảm rộng lớn của quê hương. Và quê hương đã cho con nghĩa tình, đã bao bọc chở che cho con từ khi bắt đầu con cất tiếng khóc chào đời. Từ việc nhắc lại cội nguồn sinh dưỡng ở khổ đầu, đến khổ hai, người cha tiếp tục ngợi ca những đức tính cao đẹp của người đồng mình, gợi cho con lòng tự hào về quê hương, dân tộc, dặn dò con cần phát huy và sống thật xứng đáng với truyền thống của quê hương mình. Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn, dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Câu thơ đầu được điệp lại, người đồng mình thương lắm con ơi, nhưng đã có sự thay đổi chút ít. Nếu như câu thơ ở khổ đầu là yêu, tức là xuất phát từ tình cảm chân thành, từ trái tim tha thiết, thì đến câu thơ ở khổ hai này lại là thương. Thương là một trạng thái tình cảm không chỉ xuất phát từ trái tim yêu thương chân thành, mà còn gói ghém cả sự sẻ chia, đồng cảm ở trong lòng. Chính vì thế, người đồng mình, những con người cùng miền đất, quê hương, dân tộc, cùng chí hướng đã đoàn kết, gắn bó, sẻ chia và đồng cảm với nhau mà dựng xây quê hương mình trở nên ngày một giàu đẹp hơn. Hai câu tiếp, sức sống bền bỉ, mạnh mẽ, kiên cường của người đồng mình, nghệ thuật đối lập tương phản, cao đo, xa nuôi, nỗi buồn chí lớn, tác giả đã diễn tả những trạng thái khác nhau của người đồng mình. Nỗi buồn chí lớn là khái niệm vô hình nhưng đã được tác giả hình dung cụ thể như có hình, có khối. Người đồng mình buồn, lo lắng, khắc khoải ở trong lòng vì trước mắt họ là biết bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách khi mà cả quê hương họ còn chưa vươn tới được tầm cao nhân văn, vẫn còn quanh quẩn với cái đói, cái nghèo. Nhưng người đồng mình không bao giờ nhụt chí mà mạnh mẽ, vững vàng đối diện với những khó khăn, thách thức ấy mà đưa quê hương tiến lên phía trước, trở nên giàu mạnh, phát triển, văn minh. Câu thơ giản dị, mộc mạc nhưng đã diễn tả được tinh thần, ý chí quật cường, mạnh mẽ của người dân vùng cao. Niềm tự hào về con người quê hương gắn liền với những phẩm chất quý báu mà người cha muốn truyền lại cho con. Sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Nhà thơ đã sử dụng rất nhiều những hình ảnh để nói tới cuộc sống của người miền núi như đá gập ghềnh, thung nghèo đói, lên thác xuống ghềnh, có ý nghĩa diễn tả những khó khăn, vất vả, nghèo đói và nhọc nhằn mà họ đã và đang phải đương đầu. Điệp ngữ sống ...không chê hai lần kết hợp với nhịp thơ nhanh, dồn dập và biện pháp so sánh như sông, như suối có tác dụng diễn tả sức sống mạnh mẽ, mãnh liệt, bền bỉ của những người con miền núi trước cuộc sống khó khăn, vất vả khi mà chiến tranh lùi xa không được bao lâu. Qua đó, nhà thơ thể hiện niềm tự hào về người đồng mình với sức mạnh, ý chí thật phóng khoáng, đoàn kết, gắn bó thiết tha của họ đối với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Từ đó, người cha mong muốn con phải sống có tình, có nghĩa, thủy chung với quê hương, đất nước, dân tộc mình, biết chấp nhận và sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử thách bằng ý chí, nghị lực và niềm tin tất thắng. Đến bốn câu thơ tiếp theo, mạch tâm tình nhắn nhủ của người cha dành cho con vẫn được tiếp nối nhưng đã chuyển sang giọng điệu triết lý sâu sắc. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Nghệ thuật đối lập tương phản giữa ngoại hình và tâm hồn. Hình ảnh thô sơ da thịt diễn tả vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, chân chất, khẳng khái của người đồng mình. Nhưng họ không hề nhỏ bé về tâm hồn mà rất giàu lòng tự trọng, giàu chí khí, niềm tin cao đẹp với khát vọng dựng xây phát triển quê hương. Muốn vậy, người đồng mình phải lao động.
người đồng mình tự độc đá cây cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Câu thơ có hai lớp nghĩa, tả thực và ẩn dụ, và tác giả đã miêu tả cuộc sống lao động của họ qua cụm từ tự đục đá thường thấy của người dân miền núi cao. Công việc của họ rất vất vả, nặng nhọc, nhưng họ sẵn sàng tự nguyện làm vì sự phát triển của quê hương mình. Nhưng hình ảnh kê cao quê hương còn là hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng cho lòng tự hào, tự tôn của dân tộc, của người đồng mình. Chính những con người cần cù, nhẫn nại bằng đôi tay lao động của mình đã làm nên quê hương, làm nên phong tục tập quán lâu đời tốt đẹp của dân tộc. Kết thúc bài thơ là lời nhắn nhủ, dặn dò người con phải tự hào về truyền thống quê hương, lấy những tình cảm ấy làm hành trang bước vào đời. Con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Hình ảnh thô sơ da thịt được lặp lại lần hai có tác dụng khẳng định và nhấn mạnh lại niềm mong muốn của người cha dành cho con. Người đồng mình tuy mộc mạc, chân chất, bình dị, bộc trực, khẳng khái, nhưng không hề nhỏ bé về tâm hồn, luôn vươn tới những lẽ sống cao đẹp. Vì thế trên đường đời, con phải thật tự tin, tự hào về quê hương, sống xứng đáng với người đồng mình, không cúi đầu trước giông tố khó khăn, vất vả ở phía trước. Bởi đằng sau con luôn có tình cảm chở che, nâng đỡ của cha mẹ, gia đình, của quê hương, và đặc biệt trong bản thân con chất chứa phẩm chất quý báu của người đồng mình. Hai tiếng nghe con ở cuối bài thơ chứa đựng biết bao là yêu thương và niềm tin của người cha dành cho con, nhẹ nhàng, xao xuyến. Tóm lại, bằng bố cục chặt chẽ, dẫn dắt tự nhiên và những hình ảnh cụ thể mà vẫn giàu chất thơ, nói với con đã thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình. Điều lớn lao nhất mà người cha truyền đến được cho con chính là lòng tự hào về quê hương và niềm tự tin khi bước chân vào đời. Khi biết tự hào một cách chính đáng thì sẽ có lòng tự tin vững chắc. Hết bài cảm nhận. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.